Hôm nay em xin giới thiệu với các quý anh chị dòng máy phun xương tạo độ ẩm công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong các ngành in ấn, thực phẩm, dệt may, điện tử, trang trí sân khấu, sân vườn, cà phê. Sử dụng trong y tế, sát khuẩn, khử khuẩn. Và nhiều ứng dụng khác nữa. Máy sử dụng nguyên lý dao động siêu âm để tạo xương. Các mắt tạo xương sẽ rung động ở tần số 1,7 MHz ngoài ngưỡng nghe nên không gây hại cho con người và động vật. Dưới tác động của dao động cộng hưởng, các hạt nước có kích thước 3-5 micromet sẽ bị bật ra khỏi bề mặt, tạo thành xương mù. Từ đó tạo ấm cho môi trường xung quanh mà không cần sử dụng tác nhân nhiệt độ hoặc hóa chất. Dây sản phẩm của chúng em có các máy công suất từ biến 3 kg dung dịch thành xương trong 1 giờ đến biến 90 kg dung dịch thành xương trong 1 giờ, phù hợp với mọi nhu cầu mà khách hàng đặt ra. Rất mong được hợp tác với các quý anh chị.